Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nguyên nhân bởi vì Vô Kỵ đã từng nếm mùi thất bại, nên lần này chàng không muốn tiếp xúc da thịt với đối phương. Nhưng trong tay không có binh khí, nhưng chàng lại dùng tay không mà chế biến ra nơi cánh tay mình, tỏa ra một luồng cương khí. Luồng cương khí này sắc bén vô cùng, còn cách chừng hai thước mà đã làm cho trọng quyệt khuyết bổn của Công Tôn Thạnh đau như cắt. Nhưng đột nhiên Vô Kỵ thấy đối thủ của mình lách mình lanh lẹ thối lùi, hất hải kêu lên: "Ngươi là người của Hoa Sơn Phái, bằng không sao biết chiêu thức Tiêu Bích Đoạn Văn này?" Trương Vô Kỵ thông dong trả lời lại bằng nét cười lạnh nhạt. Hai chân của chàng tiếp tục lướt tới, thần pháp của chàng vững như núi Thái Sơn, sử dụng cánh tay hữu chậm chậm quạt ngang một đòn thật mạnh. Công Tôn Thạnh chưa kịp đứng vững thì gió đã nổi lên dùng dục, hẳn cánh tay của Hồ Tâm quét ngang một cách thâm trầm mà mạnh bạo. Kinh hoàng phải thối lùi trở lại mới tránh được đòn này một cách khó khăn. Trương Vô Kỵ không ngờ Công Tôn Thạnh kêu lên: "Người lại biết phục ma trượng pháp của Thiếu Lâm?" Vô Kỵ thản nhiên gật đầu khẽ mỉm cười, nhưng hai chân của chàng vẫn xê dịch bằng một bộ pháp cực kỳ ngoạn mục. Nhanh như một cái chớp, bàn tay tả của Trương Vô Kỵ thừa lúc đối phương không chú ý thọt ra một gậy nhanh như sấm sét. Chạm trán phải thế võ này, Công Tôn Thạnh bị bắt buộc phải tràn mình sang thế tả thật nhanh. Nhưng tiếc thay, cánh tay tả của Trương Vô Kỵ đâm xuyên qua lớp áo của hắn, gây ra một tiếng xoẹt rùng rợn. Công Tôn Thạnh biến sắc kinh hoàng, liên tiếp bắn lùi thân hình về sau ba bước. Trương Vô Kỵ nghe thấy hắn kêu lên luôn mồm: "Đã cẩu bổng pháp của cái bàn!" Rõ ràng chỉ vì Trương Vô Kỵ ban nãy đấu với Sở Hồng Thạch, chàng đã thừa cơ học lớn được một đường đâm vô cùng kỳ diệu. Thế võ này nằm trong thiệu chữ thích, nay chàng mang ra thử thách với Công Tôn Thạnh. Trương Vô Kỵ muốn làm cho đối phương phải khiếp mình, vì vậy cho nên trong một khoảng thời gian thật ngắn, chàng liên tiếp dùng ba chiêu thức của ba môn phái khác nhau. Những chiêu thức này thải đều dùng binh khí, nhưng trong tay của Trương Vô Kỵ không có một tấc sắt. Chàng chỉ dùng hai bàn tay xương thịt của mình để biến nó như dùng binh khí vậy. Mặc dù tay không, nhưng nhờ nội lực của chàng thâm hậu, nên sự lợi hại còn hơn cả những món vũ khí bằng sắt thép. Về phần Trương Vô Kỵ cũng tự khen thầm và tự nghĩ: "Ta thật không ngờ, gã này lại hiểu biết khá nhiều. Xem ra ba thế võ của ta ba môn phái lừng danh." Đến thế võ thứ tư thì Vô Kỵ đột nhiên thét to một tiếng, bay mình lên cao hơn năm trượng. Trên cao chàng xoay nhẹ nửa vòng tròn, đoạn hai tay dùng hai thế võ hoàn toàn tương đối. Tay tả của Vô Kỵ tung ra một thế Diệu Bút Du Thiên, tay hữu sử dụng một thế Ngân Cầu Bát Vân. Hai chiêu thức này hỗn hợp với nhau, khí thế thật là trầm hùng và kỳ bí. Nguyên nhân chỉ vì phụ thân của Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn, ngày xưa chuyên dùng hai món binh khí là Ngân Câu và Thiết Bút, nên người trong giang hồ tặng cho biệt hiệu là Ngân Câu Thiết Bút Trương Thúy Sơn. Vì đây là một chiêu thức kỳ bí của Trương Thúy Sơn, do sư thúc Mạc Thanh Cốc biểu diễn lại cho Vô Kỵ xem. Công Tôn Thạnh sau khi thấy hai cánh tay của lão Hồ Tâm này thật là lợi hại, như hai món binh khí thật sự. Hai món binh khí này loang loáng quay cuồng ác liệt giữa không trung, rồi tấn công vào hai quyệt Kiến Lý và Hoàng Cơ một cách lạ lùng khôn tả. Trương Thúy Sơn đã qua đời cách đây 20 năm, nên Công Tôn Thạnh không thể nào hiểu thấu. Nhưng hắn cứ xét vào chỗ vỏ mềm mại đụm đầy sắc thái của phái võ đan, hắn kinh hoàng kêu lên: "Ngươi là đệ tử của Trương Tam Phong?"
Câu này hỏi được phân nữa thì ngân câu và thiết bút đã ập vào đỉnh đầu của hắn. Rồi đột nhiên Công Tôn Thạnh cất cánh tay hữu của Hồ Tâm tráo trở sang tay tả, rồi đòn tay tả lại đổi sang đòn tay hữu. Trong một thoáng thì cánh tay tả của Hồ Tâm biến thành hình dáng cong cong như lưỡi câu liềm móc vào ống chân của hắn. Muốn tránh được thế võ móc ngược của câu liềm này, chỉ còn có một lối tung mình nhảy lên cho thật cao để nhảy khỏi tầm đi của binh khí lạ lùng nọ. Thế vậy Công Tôn Thạnh thét lên một tiếng phi thân lên thật cao bằng một đòn nhất hạt xung thiên. Nhưng nào hắn có biết, trước khi Trương Vô Kỵ dùng đòn diệu bút du thiên, thì chỉ mong chờ có cơ hội này. Ngọn bút kỳ diệu của Trương Vô Kỵ chờ đón sẵn sàng trong chỗ bí hiểm nhất, để rồi bất chợt tung ra bằng một nét thật là sắc sảo. Công Tôn Thạnh nghe thấy ngón tay tả của Hồ Tâm đi ra mềm dịu như là một ngọn bút thần kỳ của một nhà thư pháp già dặn. Ngọn bút này chấm điểm thật là nhanh vào trong con mắt phía tả của mình. Nét bút tuy mềm nhưng tốc độ nhanh như sấm sét. Công Tôn Thạnh cảm thấy mình tức thời nhắm nghiền cặp mắt lại để tránh, thì cũng phải bể trọng con ngươi như chơi. Nhưng y đâu có bao giờ ngờ rằng cam tâm để cho mình thất bại chua cay trong lúc trước mặt đang bày ra một kho tàng vĩ đại nhất, quý báu nhất. Ngoài kho tàng này ra, còn có mấy mươi chiêu thần kỳ võ công kia, cực kỳ bí hiểm. Có thể nào dựa vào đó mà gìn giữ kho tàng quý báu kia một cách có hiệu lực? Thâm tâm của hắn bỗng nảy ra một ý chí cầu sinh và sức lực không biết từ đâu đưa tới. Còn đang lỡ bộ vì thế võ nhất hạt xung thiên, bỗng nhiên thần kinh của hắn lượn một vòng để rồi dùng hai tay để sử dụng một đòn cương mãnh. Chiêu thức này vừa xuất ra một nửa thì Trương Vô Kỵ kêu lên một tiếng kinh hãi. Nguyên nhân chỉ vì chàng thấy ở trên đỉnh đầu của mình bỗng hiện ra một con rồng đang múa mái quay cuồng và chộp vào thiên linh cái của mình bằng một phương thức vô cùng lẫm liệt. Chiêu thức này quả đúng là phi long tại thiên. Không phải chàng kinh sợ trước thế võ tài tình này, bởi vì chàng mỗi khi sử dụng thì thuộc nằm lòng chứ chẳng khi nào quên. Vì ban nãy Vô Kỵ đã dùng phi long tại thiên kháng cự với Sở Hồng Thạch, thì bây giờ muốn đỡ đòn này đâu phải là chuyện khó khăn gì. Chàng chỉ lấy làm kinh lạ, cớ sao người này lại hiểu Giáng Long Thập Bát Chưởng. Sự nghi ngờ của Vô Kỵ chỉ thoáng qua giây phút rồi tan biến. Vì lẽ chàng nghĩ ra, thì ra Công Tôn Thạnh cũng là người thông minh đáo để. Chiêu thức này chính bộ xương người kia đã bị hắn đạp đổ ban nãy truyền cho hắn. Ý nghĩ của Vô Kỵ vừa hiện ra thì chàng biến thế, đổi đòn nhanh như điện. Cái nét chấm mạnh bạo của chàng vừa sai đi, thì bởi đòn phi long tại thiên đã làm cho đối phương thay đổi vị trí. Vô Kỵ liền tức tốc kéo dài nét chấm đó ra thành một đường cong kỳ quặc. Đó là chữ chi, viết theo tuồng chữ thảo, nhưng mà nét bút chỗ hư chỗ thực chập chờn biến hóa khôn lường. Giữa lúc tinh thần hoang mang sửng sốt, Công Tôn Thạnh ban nãy thu hết hơi tàn của mình để dùng phi long tại thiên, chuyển từ một thế thủ sang thế công, và đinh ninh rằng sẽ thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nào ngờ đâu Trương Vô Kỵ bình tĩnh đổi nét chấm ra chữ chi, quyết tâm thủ thắng tên này bằng một thế võ đượm đầy màu sắc văn chương. Công Tôn Thạnh đột nhiên thấy ngọn bút của Trương Vô Kỵ vừa kéo dài ra một cách linh diệu, thì yếu quyệt linh đài nằm nơi hậu tâm của mình đã bị uy hiếp vô cùng dữ dội. Trong một lúc ấy, các trọng quyệt khác như quyệt Quan Nguyên nằm ở dưới rúng, quyệt Ngũ Lý nằm ở trên đùi và quyệt Dân Môn nằm ở trên vai, cả thải đều bị điểm phớt qua một lượt, làm cho toàn thân thể của hắn ta đều bị rung chuyển một cách kinh hồn. Chữ chi thật là quyền diệu, thật là biến ảo tài tình. Trong một cái chớp mắt, nó đã dứt giữa quyệt Võng Tuyền nằm giữa bàn chân của hắn ta. Đột nhiên bị điểm vào trọng quyệt, Công Tôn Thạnh kêu lên một tiếng thất thanh, đoạn tứ chi rũ diệt nằm im lìm trên mặt đất. Vì bởi Trương Vô Kỵ còn e ngại trên mình của Công Tôn Thạnh có bôi chất độc, nên chỉ dùng ngồi bút bằng tay của mình quét sơ qua một loạt mà thôi.
chờ đến khi ngọn bút bằng tay đi hết mức mới toát ra nội lực mà điểm vào quyệt Võng Tuyền. Bởi vì Trương Vô Kỵ tính kỹ rằng vị trí này nếu hắn có bôi thuốc độc cũng đã biến đổi, vì lẽ thuốc độc của Nam Hải Tây Thi đang ngắm vào đó, mặc dù tình cờ nhưng vô cùng hữu ích. Vì lẽ sức mạnh của chàng vô tình làm cho chất độc của Nam Hải Tây Thi xông lên kịch liệt. Làn hơi độc đó làm cho tay chân của y rũ rượi, y ngã sóng xoài trên mặt đất mà trợn cặp mắt trừng ra nhìn Trương Vô Kỵ. Chàng lướt được một thế, tức khắc đưa mắt nhìn quanh khắp chốn và dùng một thủ pháp cực nhanh lượm từ ở dưới đất lên một thanh gậy ngọc trắng tươi. Khi cầm được binh khí vào tay rồi, Vô Kỵ liền dùng một đường gậy trong đường đã cẩu bổng pháp gọi rằng bổng điểm ô ngao. Đó là một thế gậy mà chàng vừa bắt chước được từ nơi cái bang ban chủ Sở Hồng Thạch. Đường gậy tung ra rồi, Trương Vô Kỵ mới mở dội mắt ra. Chàng nhìn vào ngọn roi, chỉ vào quyệt phân thủy của đối phương mà bàng hoàng trong lòng. Vì chàng không ngờ lúc nãy, trong lúc mình cúi xuống thì bắt gặp ở dưới những bộ xương kia có vô số những thanh gậy ngọc. Hãy dưới chân của mỗi bộ xương là có một thanh gãy ngọc, tổng số không dưới 30. Khi nãy lúc còn ở bên ngoài thung lũng, gãy ngọc thật là một vật quý báu vô cùng. Chính chàng đã phải lấy tính mạng của mình đem ra để mà đánh đổi. Vậy mà bây giờ gãy ngọc nằm rải rác không biết bao nhiêu, thật là một việc trớ trêu nhất ở trên đời. Chàng quát to giữa mặt của Công Tôn Thạnh nói, mày muốn sống, hãy lập tức đưa thuốc giải ra đây. Công Tôn Thạnh sùi bọt mép, trợn cặp mắt mà nhìn đầu thanh gậy ngọc một cách vô cùng bi phẫn. Hắn quể quải lắc đầu một cách thảm não, đoạn thò tay vào túi một cách gắng gượng. Hai tay của hắn sờ soạt rất lâu trong lớp áo, dây lâu mới móc ra được một lọ thuốc màu đỏ thẫm trao cho Trương Vô Kỵ. Tay hữu của Trương Vô Kỵ chàng đang cầm gậy, liền thò tay tả ra để lấy lọ thuốc. Tinh thần của chàng thấy đều tập trung để phòng hờ mọi cuộc bất trắc bất ngờ của một người nhiều mưu mô xảo quyệt như hắn. Chàng nhận lọ thuốc qua tay rồi mà Công Tôn Thạnh vẫn còn nhắm nghiền cặp mắt, dường như trong thâm tâm của hắn căm phẫn lắm thì phải. Vừa lấy được thuốc thì chàng đã cảm thấy toàn thân rũ rượi, vì đang lúc đấu với Công Tôn Thạnh chàng dùng sức quá nhiều. Số là sau khi Vô Kỵ đánh bại Công Tôn Thạnh, đây nói về Phạm Giao, vô tình chạy qua đó, rồi vô tình đá trúng vào quyệt Thiên Tuyền, làm cho Vô Kỵ giật mình sực tỉnh. Chàng vừa mở mắt, tức khắc nhìn qua chung quanh, thấy tình thế quá ư nguy hiểm. Chàng liền ôm lấy xác của Công Tôn Thạnh, lùi vào một góc tường. Lúc ống tay áo của mình, chàng mò vào giữa ngực của người này, và chỉ trong một thoáng chàng lôi ra được một chiếc bị, trong ấy đựng đủ tất cả các loại thuốc nhiều màu sắc sặc sỡ. Vô Kỵ ngớ ngẩn, không biết mấy mươi lọ thuốc này lọ nào mới là thuốc giải. Vô Kỵ liền đưa tay điểm nhanh vào quyệt Quan Nguyên dưới rúng, làm cho hắn thức dậy. Chàng hỏi nhỏ, lọ nào là thuốc giải của Nam Hải Tây Thi? Công Tôn Thạnh cười sắc lạnh nói, ba mạng của mi đổi một mạng của ta, mau đưa thuốc giải của con quỷ cái kia ra. Lời nói chưa dứt thì Trương Vô Kỵ liền sử dụng ngay một thế thần long đoạt ngọc, thò tay lôi Nam Hải Tây Thi vào lòng. Vì Nhất Tiếu đang để hết tinh thần vào đối phương, bỗng nghe thấy nàng thiếu nữ ở trong lòng mình bay giọt ra ngoài. Lão ta mỉm cười, trong lòng thấy vui vui thầm nghĩ, chẳng ngờ Trương giáo chủ là người nhân hậu mà cũng có số đào hoa như vậy. Ý tưởng của ông ta vừa dứt thì Trương Vô Kỵ cũng mò được ở trong lòng nàng một lọ thuốc giải đem ra. Vô Kỵ lấy nhanh một viên bỏ vào miệng của Công Tôn Thạnh, đoạn chàng dùng bàn tay của mình để nhẹ vào quyệt Thiên Linh cái của hắn, nói lại một lần nữa, một mạng đổi ba mạng, nếu nuốt lời thì nát đầu trong nháy mắt. Viên thuốc giải vừa trôi vào cổ họng thì Công Tôn Thạnh hổn hển nói, thuốc mì lấy được ban nãy đều là thuốc giả, hãy dùng lọ thuốc màu vàng giải cho thuốc mê, dùng lọ thuốc màu hồng giải cho chất độc của nhà ngươi đã dướng vào ngoài cửa sơn động,
dùng loại thuốc màu xanh giải cho kim độc. Lời nói của hắn chưa dứt thì Vô Kỵ đã y lời mà làm cho mọi người uống thuốc. Thuốc hòa tan trong máu chẳng được bao lâu thì Trương Vô Kỵ dần dần khôi phục lại công lực. Cũng trong một lúc, Nam Hải Tây Thi kêu lên mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Ở trong lòng của Nam Hải Tây Thi lấy làm kinh dị. Nàng mơ hồ nhớ lại hình như mình hít phải một thứ hơi độc của Công Tôn Thạnh, rồi ngã vào lòng của Trương Vô Kỵ mà mê man bất tỉnh. Vì sao bây giờ tỉnh giấc trong một hoàn cảnh kỳ lạ như thế này? Nàng vừa nhớ tới đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét rợn người vang lên. Sở Hồng Thạnh và hai vị trưởng lão bất thình lình xuất hiện ở ngoài cửa động. Thế công phối hợp lẫn nhau công kích một lượt ba mặt. Gậy bên tả tung ra một chiêu trong thiệu chữ quấn, rồi ở bên hữu tung ra một chiêu trong thiệu chữ cản. Hai đường võ công này, một lượt để hỗ trợ cho Sở Hồng Thạch tung ra một chiêu thức phi thường ác liệt trong thiệu chữ thích. Nguyên do vì Duy Nhất Tiếu nãy giờ đang dùng một thế võ tuy xem rằng tầm thường, nhưng thật ra vô cùng kỳ lạ. Do đó mà ba tay cao thủ chỉ mở vòng dây mà chẳng ai dám nhảy vào tấn công. Trong lúc Trương Vô Kỵ đánh đổi thuốc giải thì cả ba người này dùng hết sức tìm tòi trong não của mình để tìm cách công phá thế thủ. Cho đến khi công lực của Vô Kỵ vừa khôi phục thì cũng chính là giữa lúc ba người vừa nghĩ ra cách đối phó, hợp sức lực của ba người để phá tan một thế thủ vô cùng bí hiểm này. Duy Nhất Tiếu vừa nhìn thấy thanh gậy ngọc bỗng nhiên vươn dài ra như một dải lụa bạch, quấn lấy cánh tay hữu của ông ta. Tình thế đó bắt buộc Duy Nhất Tiếu phải trở bộ hoành thân. Hai đầu một bàn tay của Duy Nhất Tiếu chỉ động đậy một tí thì thanh gậy thứ nhì đã vụt ngang chân thật nhanh như là một tia chớp. Trong khi ấy thanh gậy của Sở Hồng Thạnh xé gió nghe di du, dứt thẳng vào huyệt tâm điền một đường hết sức là ác liệt. Đại huyệt tâm điền nằm giữa cuốn tim nên chỉ bị điểm nhầm thì sẽ tôi mạng ngay. Ba chiêu thức này phối hợp với nhau vô cùng kín đáo. Hai chiêu thức đi đầu có nhiệm vụ đưa đẩy Duy Nhất Tiếu vào một vị trí cùng đường bế tắc để cho Sở Ban Chủ ra tay. Chính vào khi đầu gậy của Sử Hồng Thạch chỉ còn cách huyệt đạo khoảng chừng một tấc, thì thân hình của Duy Nhất Tiếu đã rũ liệt ra như một kẻ không còn hồn vía. Vì lẽ vừa thoáng nhìn qua, ông ta biết chắc không thể nào có thể thoát chết. Do đó ông ta đánh liều nhắm mắt xuôi tai mà chờ. Nào có hay đâu, ông ta chờ mãi nhưng không nghe động tĩnh gì. Chợt trên vành môi như có một vật gì chạm phải. Nhấn mắt nhìn lên bất giác ở trong lòng kinh hãi, vì bởi hiện giờ Trương Vô Kỵ giáo chủ đã đứng trước mặt của mình. Trong tay cầm ba thanh gậy ăn mài, còn Sử Hồng Thạnh và hai người cái ban trưởng lão mặt mài xanh lét, bắn lùi ra sau ba bốn trượng. Nguyên do chỉ vì Trương Vô Kỵ đã phục hồi sức lực, vừa trông thấy Duy Nhất Tiếu đang bị đưa vào chỗ chết, chàng liền giật mình đứng dậy như một con thỏ thoát ra khỏi lồng. Trong một cái nháy mắt đã sử dụng ra một lượt ba chiêu ngao khẩu đoạt trượng. Thật may cho Vô Kỵ, chiêu thức này chàng mới đánh cắp của một vị trưởng lão, giờ đây mang ra sử dụng ba chiêu trong một lúc mà lại nhanh nhẹn phi thường. Hết thảy ba tay cao thủ trong cái bang chưa kịp quay mình thì gãy trúc đã bị đoạt vào tay của Vô Kỵ rồi. Trong số ba người này chỉ có một mình Sở Hồng Thạnh là kịp thời trông thấy người này nhét thật nhanh vào miệng của Duy Nhất Tiếu một viên thuốc màu xanh. Đến lúc viên thuốc màu xanh này đã thấm lần vào trong cổ họng của Duy Nhất Tiếu, và đến khi công lực của ông ta dần dần bình phục thì sau lưng của mình có tiếng gió nổi lên dung dút. Quay đầu nhìn lại, Duy Nhất Tiếu phát giác rằng thiếu nữ có thân hình đẹp phi phàm kia đang giao đấu với một người lùng dị tướng. Người kia trong đường gươm lợi hại vô cùng. Kiện tướng Duy Nhất Tiếu trông thấy thanh gươm ở trên tay của nàng thiếu nữ tỏa ra thành một hình tròn. Viên chu của hình tròn này trông thật xinh đẹp. Đột nhiên trong cái vòng tròn xinh đẹp kia bất thình lình dục ra một gươm nhắm đúng vào huyệt trung cực của đối phương. Như bị điện chạm phải, ông ta kêu to lên mấy tiếng: "Thiền nữ hiến tâm!"
Bốn chữ thiên nữ hiến tâm đập vào tai của Vô Kỵ, làm cho chàng kinh ngạc như người mất vía. Chàng tự nói: quả thật sự tiên đoán của ta không sai. Nàng này chính là kẻ xuất xứ từ sau núi Trung Nam. Ý tưởng của chàng bị một mệnh lệnh của Sử Hồng Thạch cho đứt ngang. Và sau tiếng lệnh đó thì nàng cùng với bốn vị trưởng lão thải đều bắn lùi trở lại. Tiếp theo đó năm người này lập tức tay nắm tay nhau giữ chặt lấy lối đi. Sau khi nắm lấy sinh lộ rồi, Sở Hồng Thạnh mới quát lớn nói: những người ở trong kia thải dừng tay lại nghe ban chủ nói. Trương Vô Kỵ thấy áp lực của cái ban đã giải, chàng liền lợi dụng tình thế tức khắc truyền lệnh cho Duy Nhất Tiếu tiến tới trị thương cho Phạm Giao. Duy Nhất Tiếu thật là một người lanh lợi, vừa trông thấy Trương Vô Kỵ lấy mắt làm hiệu, liền nhảy tới bảo vệ cho Phạm Giao và đưa nội lực sang để tiếp hơi cho bạn mình. Tình hình phát triển đến bây giờ, những người trúng độc trong động phủ này thải đều trước sau lấy được thuốc giải. Chỉ có mỗi một mình Phạm Giao thọ thương nội tạng chưa lành mà thôi. Tuy Sở Hồng Thạch đã thét bảo dừng tay lại, nhưng thanh gươm của nàng cứ trảm ra và dì dèo đâm chém tưng bừng mãnh liệt về phía Công Tôn Thạnh. Từng thấy qua trận đấu giữa hai người, Trương Vô Kỵ tự nói với mình: tình trạng này kéo dài đâm chém liên tiếp với nhau như vậy thật là bất lợi. Chi bằng hãy ngừng tay lại xem cái bang bang chủ nói gì rồi sẽ hay. Nghĩ đoạn chàng thét rằng: Nam Hải cô nương xin hãy dừng tay lại. Kỳ diệu thay, câu nói của Vô Kỵ dường như có mãnh lực gì đó kỳ bí. Chàng nói chưa trọn câu thì làn kiếm quang của Nam Hải Tây Thi liền tắt ngang trong chớp mắt. Và thân hình của nàng bắn lùi 7-8 thước thật nhanh, đứng ở sau lưng của Vô Kỵ. Lão già Duy Nhất Tiếu liền ra một nụ cười kỳ bí. Đồng trí của ông ta thoáng hiện ra cái câu: các đẳng nương bóng tùng quân. Công Tôn Thạnh đã từng trải qua nhiều cuộc nguy biến, cứ tưởng rằng sẽ toi mạng, nào ngờ bây giờ lại lấy được thuốc giải. Thấy Nam Hải Tây Thi ngoan ngoãn vâng lời người kia, trong lòng càng thầm mừng rỡ. Hắn nghĩ rằng: thế thật mới hợp ý ta, đang cần ngừng tay để lấy sức. Câu nói của Trương Vô Kỵ làm cho bầu không khí chết chóc bây giờ bỗng trở nên biến mất. Thế rồi năm người trong này đều xuôi tai lẳng lặng mà nghe năm người ăn mày đang giữ cửa kia nói chuyện. Sử Hồng Thạch lúc này cất cao giọng nói rằng: chư vị đã bước chân vào đây là đã phạm vào một điều cấm kỵ to lớn của cái bàn. Chư vị không còn mong có mạng sống để mà thoát ra khỏi chỗ này nữa. Nhất là Duy Nhất Tiếu, Phạm Giao thì tội đáng chết muôn lần. Trương Vô Kỵ giật mình quay đầu nhìn lại, thấy chữ tội đáng chết muôn lần làm cho chàng chợt nhớ lại một điều gì đó khó hiểu mà nãy giờ chưa kịp hỏi cho rõ. Thấy Vô Kỵ trong mình với ánh mắt có vẻ hỏi han, Phạm Giao và Duy Nhất Tiếu vừa định mở miệng giải thích, Trương Vô Kỵ vừa thấy dành môi của hai người định hé ra thì bỗng thình lình tiếng nói của Duy Nhất Tiếu thét lên trước: giáo chủ coi chừng. Những tiếng này vừa vang lên, Trương Vô Kỵ trầm tĩnh quạt ra sau lưng của mình một chiêu thần long bái vĩ. Một tiếng bùng kinh khiếp vang lên, xoay đầu nhìn lại thấy một vị trưởng lão đã bị thương ngã gục xuống đất nằm mê man bất tỉnh. Trương Vô Kỵ nào có hay đâu, họ không phải kinh hãi vì chiêu thức thần long bái vĩ mà kinh hãi là vì hai tiếng giáo chủ kia. Nguyên do chỉ vì bốn vị trưởng lão này thải đều là những kỳ lão trong võ lâm, vừa nghe tới hai tiếng giáo chủ lập tức biết rõ nguồn cơn. Vì lẽ hai tiếng này họ nghĩ ngay đến người đứng trước mặt mình, chính là cựu giáo chủ Trương Vô Kỵ, là người mà họ đã từng có dịp mục kích dùng võ công thượng thặng để chiến đấu với chúng anh hùng trên đầu non Thiếu Thất hồi mấy mươi năm về trước. Trót 10 năm nay, bỗng không còn nghe tin tức của người này nữa. Không biết vì cớ sao lại xuất đầu lộ diện trong thánh địa của cái bang như vậy. Chỉ có một mình Sử Hồng Thạch, ngày xưa khi còn là một đứa trẻ, miệng còn hôi sữa nên chẳng hiểu đầu đuôi. Bỗng nghe một vị trưởng lão họ Bạch bước ra nói: trình bang chủ, người này là giáo chủ Trương Vô Kỵ. Câu nói này vừa dứt, tất cả ba người Sở Hồng Thạch, Nam Hải Tây Thi và Công Tôn Thạnh đều kêu lên
một tiếng kinh hoàng. Trần Vô Kỵ thấy hành vi của mình đã bị bại lộ, chẳng cần phải giấu giếm nữa. Chàng ngang nhiên hỏi Di Nhất Tiếu và Phạm Giao. Đầu đuôi sự việc như thế nào, như vị huynh đệ hãy báo cho ta rõ. Di Nhất Tiếu lập tức kể sơ qua đầu đuôi cho Trương Vô Kỵ nghe. Từ khi Trương Vô Kỵ nhường ngôi giáo chủ lại cho Dương Tiêu, rồi chẳng được mấy năm thì Chu Nguyên Chương đã chiếm lĩnh rất nhiều đất đai và nghiễm nhiên đã thành lập triều đình. Từ đó trở đi, mình giáo chủ biến thành một bang hội có công to với triều đình. Vì hưởng bổng lộc của triều đình quá hậu, nên trong hàng ngũ lãnh tụ lần lần bị phân hóa, lý tưởng cao siêu tốt đẹp của Minh giáo khi xưa bây giờ vì miếng đỉnh chung của triều đình mà lần lần biến đổi. Thế của triều đình đã có rồi, từ đó hoàng đế mới đối xử hà khắc với nhân gian. Về mặt siêu thế bắt đầu chồng chất lên cao, khổ nhất là nhân dân miền Bắc bị quân Minh xua đuổi lên tới tận biên thùy, sửa sang lại vạn lý trường thành thật là vô cùng cực khổ. Lực lượng trong võ lâm đã từng ủng hộ Chu Nguyên Chương năm xưa đánh đuổi người Mông Cổ, bây giờ dần dần đã công phẫn ông ta. Và trong khối đó có cái bang là một bang hội dám nghiễm nhiên trường mặt chống lại với Minh giáo. Do đó đôi bên thỉnh thoảng thường hay xung đột. Và trong những ngày gần đây, cái bang triệu tập một cuộc đại hội ngay trong Thiên Phương Tuyệt Cốc để cùng nhau mưu nghị một việc lớn lao hệ trọng. Trong lúc cuộc đại hội đang tiến hành, đột nhiên phát giác có gian tế trà trộn trong đại hội. Toàn thể hội trường ồn ào náo loạn. Có hai người đệ tử thuộc hàng năm bị ra tay can thiệp, tức tốc bị gian tế điểm nhầm yếu quyệt, ngã ra bất tỉnh. Hai gian tế đây chính là Phạm Giao và Di Nhất Tiếu. Vì vậy nên toàn thể cái bang ùn ùn tràn tới liên kết thành kiên bích đại trận, quyết bắt cho kỳ được mới nghe. Nào hay đâu sự việc gần thành thì Trương Vô Kỵ thịnh lình xuất hiện làm cho cái bang đại sự bất thành. Sở Hồng Thạch sở dĩ tuyên bố Phạm Giao và Di Nhất Tiếu tội đáng chết nghìn lần, chỉ vì hai người này lén lút nghe lén một chuyện tày trời. Việc đó Di Nhất Tiếu không dám nói ra tại chỗ này, bởi vì ông ta chưa biết nguồn gốc của Công Tôn Thạnh là người như thế nào. Khi kể đến chỗ này, Di Nhất Tiếu liền đứng lên kề sát miệng vào tai của Vô Kỵ mà phụ nhĩ nhỏ to. Nam Hải Tây Thì thấy Di Nhất Tiếu chỉ nói vài câu thì sắc mặt của Vô Kỵ trở nên uy nghi trang trọng. Cặp mắt của chàng từ từ sáng rực lên. Cứ trong gương mặt của chàng thì cũng đủ biết những lời nói của Di Nhất Tiếu thật vô cùng quan trọng. Địa điểm Công Tôn Thạnh đang đứng cách Vô Kỵ xa hơn Nam Hải Tây Thi, nhưng trong lòng của hắn ta cũng giật mình kinh hãi. Vì lẽ, những lời nói của Di Nhất Tiếu tuy rất nhỏ, nhưng nhờ hắn ta luyện bộ phận thính giác rất tỏ tường, nên nghe không sót một tiếng nào. Bởi vì hắn ta nghe Di Nhất Tiếu nói như thế này. Thưa giáo chủ, cái bàn đã lén mở một đại hội tại Thiên Phượng Tuyệt Cốc để mưu đồ một việc lớn lao. Họ truyền lệnh cho toàn thể bang chúng gom góp tất cả đồ đồng đồ thao trong khắp thiên hạ. Câu chuyện được kể đến chỗ này thì Trương Vô Kỵ cùng Công Tôn Thạnh không hẹn nhau mà cùng giật mình kinh lạ. Vì kể mấy hôm nay, cả hai người này đã lê gót khắp giang hồ, hãy đi đến đâu thì cũng nghe dân chúng ồn ào bàn tán, vì trong nhà nào cũng xảy ra vụ mất cắp. Những đồ mất đi thải đều là đồ đồng đồ thao. Không ngờ những vụ này do chính đệ tử cái bang gây ra. Đột nhiên Sở Hồng Thạnh quát lớn. Ba đứa đầu đảng trong Minh giáo hãy nghe cho rõ đây. Việc này mà bại lộ ra bên ngoài thì đại sự của cái bang sẽ tan thành như mây khói. Vì vậy chúng bay phải dùi xác tại nơi đây. Hồn ma của chúng bay sẽ phụng sự cho 36 vị bang chủ tại chỗ này. Dứt cầu Sở Hồng Thạnh đưa ánh mắt nhìn khắp lượt thánh thể đang đứng đang ngồi la liệt ở trong gian phòng rộng thênh thang. Bỗng nhiên Sở Hồng Thạch mặt mày thất sắc, vì bởi nàng vừa phát giác ra hai bộ xương đã tan thành từng mảnh vụn nằm la liệt khắp đó đây. Câu nói của nàng đầy vẻ căm hờn và phẫn uất. Kẻ nào dám to gan lớn mật, dám tiêu diệt thánh thể của cái bàn ban chủ, nói. Lời nói này vừa ban ra khỏi miệng của Sở Hồng Thạch thì mọi người thấy đều kinh hoàng khiếp vía.
nhất là Di Nhất Tiếu. Vì lẽ ông ta là một kỳ lão võ lâm, rành nhiều điều bí mật trong võ lâm. Nhật bằng đúng như lời của Sở Hồng Thạch, thì những bộ xương người kia là di thể của bang chủ cái bang. Thì những người hiện diện nơi đây thật khó sống sót mà trở về. Thình lình có tiếng của Sở Hồng Thạch cất lên, làm cho gián đoạn ý nghĩ của Di Nhất Tiếu. Hoàng trưởng lão, hãy tra xét lại xem thánh thể của các vị bang chủ nào đã bị quỷ diệt đi. Một vị trưởng lão có cặp mắt đỏ ngầu, lướt tới, bước gần đưa mắt nhìn về phía trước, miệng của ông ta đếm lẩm bẩm, đoạn cung kính trả lời. Dạ thưa, thánh thể của vị bang chủ đời thứ 25 và đời thứ 28. Sở Hồng Thạch căm hờn cực độ, nghiến răng kèn két nói. Thế là tội đáng chết nghìn lần. Dứt lời, nàng cúi xuống ôm lấy thi thể mê man ngất lịm của vị trưởng lão đã bị trúng chiêu thần long bái dĩ, rồi nhanh như chớp bốn người quả tóc lui ra. Chờ co một tiếng khoan vang lên nhức óc. Một chiếc bóng mờ của một vị khinh công đệ nhất thiên hạ Di Nhất Tiếu bay dèo đến, toan thòa tay chụp lấy Sở Hồng Thạch. Nhưng thân hình của ông ta vừa bay tới nơi thì bốn người ở trong cái bang đã khoát tay nhau, tương thông cùng nhau nội lực mà ngang nhiên chọi lại. Giờ đây Di Nhất Tiếu nhờ công lực khôi phục nên nhanh nhẹn, không có bút mực nào tả xiết. Trong một cái nháy mắt mà đã có một tiếng bùng kinh khủng vang lên. Thân hình của Di Nhất Tiếu liền bắn ngược trở về. Đảo mắt nhìn ngay về phía trước, Trương Vô Kỵ thấy bốn người này hiện giờ đã kết thành một cái kiên bích trận, chắn ngang từng cửa, thế lực vô cùng vững chắc. Từ khi Di Nhất Tiếu nghe Sở Hồng Thạch kiểm điểm những thánh thể của bang chủ, thì liền chú mục đến nhất cử nhất động của nàng. Trong trí của ông ta nhớ đến câu, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm dương. Ông ta sẵn sàng chờ nếu có cơ hội thì xuống ngay độc thủ để bắt cho được nàng vào tay. Rồi thì thoát khỏi chỗ này không phải là chuyện khó. Nào hay cứ chờ mãi mà không có dịp may. Bây giờ bỗng họ lén lút rút khỏi chỗ này thật là lành ít dữ nhiều. Như vậy nên mới xuất động thân hình toàn xuống tay nhưng đã trễ. Trương Vô Kỵ kinh hoàng nên tức khắc buông mình bay tới. Bao nhiêu công lực ở trong người thải đều đổ dốc ra. Chiêu thức lục đỉnh khai sơn của chàng tung ra như là trời giáng. Sở Hồng Thạch đứng ngay giữa kim bích trận, nên trúng phải một đòn vào bả vai, nàng kêu lên một tiếng vô cùng bi thiết. Miệng của nàng bắn ra một giọt máu đào khiến cho kim bích trận rã tan. Nhưng thân hình của Trương Vô Kỵ cũng bị sức đẩy vô cùng mãnh liệt, làm bật ngược trở về 5-6 bước. Chân của chàng chưa kịp đứng vững thì thân hình của Trương Vô Kỵ đã trở tới như một con thần long phi tới để làm tròn nhiệm vụ khai lối mở đường. Nào hay đâu thân hình của chàng chưa kịp bay tới thì kiên bích trận đã liền lại với nhau, vững như tường đồng vách sắt. Sắc mặt của Sở Hồng Thạch bây giờ xanh mét như tàu lá, nhưng vẫn liều chết để liên kết thành một thế trận một cách phi thường kiên cố. Nhìn sắc mặt, Vô Kỵ cũng biết rằng nàng đã có ý định liều chết để giữ lấy con đường này. Bước chân của Vô Kỵ dừng lại. Chàng toan dùng kế hay đưa huynh đệ của mình thoát khỏi giam phòng này. Còn đang phân vân thì bên tai của chàng vang lên một cơn gió thoảng. Phía tả có Di Nhất Tiếu, phía hữu có Quang Minh hữu sứ Phạm Giao đồng xuất hiện. Hai viên lão tướng này đồng một loạt khoát tay ngang sau qua vai chàng. Và ba người đồng thét lên một tiếng nhảy dèo tới để cướp lấy con đường sống của mình. Trong dòm trời võ lâm hiện nay, có được mấy người có cái nội lực thâm hậu bằng ba người này chứ? Giờ đây tình thế đưa đẩy, bắt buộc họ phải liên kết cùng nhau. Vì thế kiên bích trận của Sở Hồng Thạch vững vàng kiên cố mà cũng nghe thấy một luồng lực đạo đè lên khủng khiếp vô cùng. Có một tiếng bùng kinh khủng lại vang lên. Một bức tường đồng vách sắt do bốn vị cao thủ cái bang hợp sức để tạo thành, bị cái va chạm vô cùng mãnh liệt, nãy liền tức khắc tan tác như lá mùa thu rụng. Bốn người bị đẩy lùi về phía, ngã gục trên mặt đất, trong miệng thổ ra máu tươi lênh láng. Ba tài cao thủ trong Minh giáo thì tay vẫn nắm chặt vào nhau, nhưng đều phải loạng choạng lùi về phía sau hơn 7 bước.
Giữa lúc ấy, hình ảnh kiều diễm của Nam Hải Tây Thi từ phía sau bay tới đỡ lấy Trương Vô Kỵ, nằm nhẹ vào lòng. Công Tôn Thạnh nào chịu bỏ qua dịp mai hiếm có này. Trông thấy mọi người hiện diện tại nơi đây, thải đều nối tiếp nhau thọ trọng thương nằm la liệt khắp nơi. Hắn liền phi thân qua khỏi đầu của Nam Hải Tây Thi, lướt ra ngoài cửa. Từ nãy giờ, tiếng động cơ vẫn vang lên rầm rầm không dứt. Kiên bích trận vừa tan thành thì cánh cửa bên tả khép lại chỉ còn một kẻ hở, chỉ để cho một người chui qua mà thôi. Công Tôn Thạnh vừa bay dèo tới ngưỡng cửa thì đột nhiên, trưởng lão ban nãy đánh đòn thần long bái vĩ của Vô Kỵ từ nãy vẫn nằm im trên mặt đất, bây giờ bỗng dân đứng phát dậy quật ra một chưởng kinh hồn. Công Tôn Thạnh bất ngờ gặp phải một luồng chưởng phong mạnh kinh hồn này của một con hổ đang bị thương. Thân hình của y bị sức mạnh đó đẩy bay trở vào phòng. Hai bàn chân của hắn vừa chạm đất thì hai cửa đồng thời cũng đóng sầm lại một cách vô cùng kiên cố. Hai cánh cửa vừa khép lại, Công Tôn Thạnh đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hoàng, đưa tay chỉ lên trần nhà. Nam Hải Tây Thi trông theo hướng tay chỉ của Công Tôn Thạnh, nàng thấy dưới ánh sáng trong veo xanh lét của muôn nghìn dạ quang minh châu có một luồng khói đen từ trên trần nhà bay xuống. Nhìn vào ở trong lòng mình, Nam Hải Tây Thi nhìn thấy Vô Kỵ đang mở cặp mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, chàng rầu rĩ nói lên mấy tiếng: "Hãy nín hơi lại." Mấy tiếng "hãy nín hơi" như long trời lở đất, nàng liền bế sốc lấy Vô Kỵ và đỡ lấy Phạm Giao Duy Nhất Tiếu chạy nhanh vào trong một gian phòng. Công Tôn Thạnh thấy thế cũng đuổi theo. Năm người này lúc nãy chia thành hai khối căm thù lẫn nhau, nhưng bây giờ vì đứng trước hoàn cảnh trăm phần nguy hiểm như thế này, tất cả thảy đều ngồi chung lại cùng nhau, mở 10 con mắt sáng ngời trông về phía làn khói đen mà hết sức suy nghĩ, cố tìm phương pháp để thoát khỏi vòng hiểm cảnh. Làn khói đen trên trần nhà từ từ di chuyển tới. Nguyên nhân ở trong gian phòng này không có một tí gió, nên dần khói kia đông đặc lại, sức lan rộng thật nặng nề chậm chạp. Tình lệnh Công Tôn Thạnh vỗ đùi cái đét, đưa tay vào lòng kéo chiếc túi đựng thuốc ra. Hắn ta từ từ trút những lọ thuốc màu sắc ngổn ngang ở trên mặt đất. Vì Nhất Tiếu thấy liền hiểu ngay ý của Công Tôn Thạnh. Mọi người thấy hắn mở mắt nhìn vào 30 mấy hũ thuốc kia mà sắc mặt trầm tư, dùng hết tinh thần suy gẫm về vấn đề vô cùng quan trọng. Nằm êm trong lòng của Nam Hải Tây Thi, Vô Kỵ đưa mắt nhìn xem tứ phía. Chàng nghĩ rằng nếu đây là thánh địa của cái bang thì chắc chắn trăm phần mình phải chết. Chàng nghĩ lại, đời người tử sanh đều có mạng, dù có chết thì cũng là hết. Nếu buồn phiền lo lắng cũng vô ích thôi, chi bằng ta lo nhân một giây phút còn ở dương trần này để thưởng thức thêm 5-3 thế võ. Thì nghĩ vậy cho nên cặp mắt của chàng đưa qua một vòng để nhìn xem bộ điệu của từng thánh thể của những vị cái bang ban chủ. Vô Kỵ nhìn thấy dưới chân của mọi người thảy đều có một thanh gậy ngọc. Cứ dựa vào đó mà liên tưởng thì chắc chắn bộ điệu của những người này là một thế võ bằng gậy. Và thật sự ước đoán của Trương Vô Kỵ không sai. Nguyên nhân chỉ vì những vị cái bang ban chủ trước giờ lâm chung biết mình không sống nổi, liền truyền ngôi vị lại cho hậu ban chủ, còn mình thì lẫn vào nơi thánh địa. Trong hang sâu thâm thẳm này, vị ban chủ sắp lìa đời đó bình tâm tĩnh trí suy gẫm võ công trong suốt một đời của mình để chế tạo ra một thế võ cao kỳ siêu đẳng. Đó là một chiêu thức tổng hợp tất cả những tinh hoa võ thuật của cả một đời người, vì vậy mà lạ lùng không thể tả. Trương Vô Kỵ ngắm nhìn một bộ thánh thể gần mình nhất, thấy hai cánh tay của vị ban chủ này thủ một chiêu thức thật trông vô cùng bình thường, nhưng lại là một thủ thức vô cùng kín đáo, cố gắng tạo cho mình một cảm giác rằng bộ xương đó là một người bằng thịt và chàng tìm cách nào để tấn công. Tuy thế đang suy nghĩ lại, tính tới tính lui vẫn không thể nào tìm ra cách phá giải. Bây giờ Quang Minh hữu sứ Phạm Giao tinh thần cũng bắt đầu sáng suốt. Ông ta nhìn thấy Trương giáo chủ nằm im lìm ở trong lòng người đẹp,
Nàng thì bây giờ che ngang mặt bằng một vuông lụa, chỉ lộ ra cặp mắt sáng ngời lóng lánh mà thôi. Nhìn vào ánh mắt của nàng, Phạm Giao xem thấu phần nào tâm trạng của người đẹp. Lúc bấy giờ Nam Hải Tây Thi đang đắm đuối trong vào mặt của Trương Vô Kỵ, cặp mắt của nàng chan chứa một tình cảm quyến luyến xót xa. Chợt nghe Trương Vô Kỵ nói: "Phạm hữu sứ, nhặt hộ thanh gậy đặt vào tay người ấy." Phạm Giao thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói liền biết ngay thâm ý của giáo chủ. Ông chậm chạp bước đến, lượm lấy một thanh gậy ngọc dưới mặt đất, đoạn ngắm nghía bộ xương người một thoáng, rồi nhẹ nhàng nhét thanh gậy ngọc vào bàn tay hữu của bộ xương này. Gậy ngọc vừa liên lạc vào thánh thể của cái ban chủ, thì Nam Hải Tây Thi liền nghe Vô Kỵ kêu lên một tiếng, như một người vừa khám phá ra một việc gì đó lạ lùng. Chỉ vì nãy giờ Vô Kỵ cứ ngắm nghía thánh thể của vị cái ban chủ này mà không tài nào khám phá ra nổi chỗ quyền ảo cao siêu của nó. Vô Kỵ chỉ cảm thấy mơ hồ rằng thế thủ của người này vô cùng kín đáo, nhưng trong chiêu thức đó lại lồng thêm một thế công vô cùng sâu sắc. Chờ đến khi thanh gậy ngọc đặt vào thánh thể, chàng liền giải đáp được điều thắc mắc nãy giờ. Chỉ vì vị ban chủ này tài đã sử dụng một chiêu trong đường roi đã cẩu bổng, còn tay tả tung ra một chiêu quen thuộc, đó là thần long bái vĩ. Thấy thần long bái vĩ thì Vô Kỵ đã thuộc lòng, nhưng còn chiêu thức bằng gậy kia khi nãy chàng bị mấy phen Sở Hồng Thạch mang ra sử dụng đã cho nếm mùi chua cay, nhưng chàng không biết tên gọi là gì. Hai thế này hòa hợp với nhau, tương sanh tương khắc, hỗ trợ cho nhau, nên bí hiểm vô cùng. Trương Vô Kỵ là người biết dùng thần long bái vĩ ngay từ thuở bé, mà suy nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng một khi đã nghĩ ra được một chiêu rồi, thì lấy đó làm căn cứ mà suy luận những thế khác. Thế là một niềm vui sướng không bút mực nào tả xiết, cứ trong thâm tâm của chàng từ từ dâng lên tâm khảm. Không bao lâu chàng khám phá được một thế võ gần đó, ngực chàng đánh liên hồi. Không ngờ Giáng Long Thập Bát Chưởng ở ngoài đời thì biến thế vô cùng, mà ở trong đây thì không xiết kể. Trương Vô Kỵ co mình ở trong lòng người đẹp Nam Hải Tây Thi mà ngây ngất. Không phải chàng ngây ngất vì hương sắc hay gần da thịt người đẹp xông vào tận mũi của chàng, mà chàng say sưa ngây ngất vì chàng khám phá ra tận chỗ những chiêu thức lạ lùng kia. Đúng vào lúc tâm trí của chàng đang lân lân khoái trá, đưa tâm của mình vào chỗ sâu của nghệ thuật võ công, bỗng có một câu nói văng vẳng lọt vào tai của chàng, đúng là phép truyền âm nhập mật: "Chúng bay sắp sửa nếm mùi thiên thu túy vũ để về với tiên nhân." Cảm tưởng của Trương Vô Kỵ bị câu nói đầy sát khí này cắt đứt. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi người hiện diện tại nơi đây thải đều kinh hoàng khiếp vía, nhất là Công Tôn Thạnh. Khi hắn nghe nói đến bốn chữ thiên thu túy vĩ, thì như là một con chim bị ghim phải bốn mũi tên độc, hơi thở của hắn cơ hồ như muốn nghẹt hẳn đi. Hắn đi lại trên chốn giang hồ lâu năm, hàng ngày thường nghe những bậc tiền bối võ lâm kể lại, thì hơi độc có tên là thiên thu túy vũ kia là một loại hơi độc có từ nghìn năm nay. Ai là người bạc phước ngửi nhầm nó, chẳng phải đứt ruột mà chết một cách bi thảm như Tam Bộ Đoạn Trường, cũng không phải ngất đi bất tỉnh nhân sự như thứ thuốc mê của Nam Hải Tây Thi đã hít phải. Bất cứ một người nào hít phải một hơi vào ruột liền say như người uống phải rượu ngon, nhưng cứ say mãi như vậy đến nghìn năm, đúng như hai chữ thiên thu vậy. Bốn người kia tuy không rõ ngọn gốc như Công Tôn Thạnh, nhưng cũng hiểu rằng đây là một hơi độc mà ngửi phải thì toi mạng như chơi. Cả bốn người đều không hẹn mà cùng nhìn ngay vào làn khói, trông thấy diện tích của nó càng lúc càng lan rộng thêm ra. Xem tình trạng này thì trong vòng một hai nén nhang nữa, nó sẽ lan đến chỗ của mọi người đang ngồi. Cơn lo lắng đã qua, Trương Vô Kỵ càng thấy thâm tâm của mình bình thản. Chàng cứ yên tâm tỉnh trí, tiếp tục nghiền ngẫm những chiêu thức đang phơi bày ra trước mắt của chàng. Bao nhiêu tâm tưởng của chàng thải đều để hết vào võ thuật. Bây giờ năm người hiện diện tại nơi đây đều đưa ra ý tưởng của mình vào năm ý tưởng khác nhau như năm con ngựa đi năm ngã.
Về phía Công Tôn Thạnh thì mặt mày cau có, cặp mắt nhìn lườm lườm vào những lọ thuốc đủ màu sắc của hắn. Duy Nhất Tiếu thì liêm diêm như tham thiền. Thật ra ông ta đang theo dõi nhất cử nhất động của Công Tôn Thạnh. Còn Phạm Giao đưa mắt nhìn thấy chung quanh lục soát đó đây. Chợt ông trông thấy trong tận cùng của gian phòng có bảy chiếc án thư hình dáng cổ kính. Trên đó bày đầy những văn thư sách. Trông thấy Trương Vô Kỵ vẫn ung dung bình thản, ông ta cũng cố giữ lấy thái độ của mình, vô cùng tươi tỉnh, lặng lẽ lấy những chồng sách mục nát ở trên bàn lật ra xem thử. Trong lúc đó thì Duy Nhất Tiếu theo dõi từng cử chỉ của Công Tôn Thạnh. Bây giờ xin bạn hãy gác chuyện Vô Kỵ, mình nên nhắc đến Triệu Minh. Trở lại việc Triệu Minh, kể từ lúc theo chân Dương Bảo Bảo, nhờ có đầu óc thông minh và có tinh thần quyền biến, nên nàng lập được khá nhiều chiến công oanh liệt. Tuy vậy lòng nàng cũng canh cánh bùi ngùi, thương nhớ chồng con, nhưng vì phải ngày đêm theo sát bên Công Tôn Cẩn và chúng thủ hạ, cho nên không có dịp trở lại đất Trung Nguyên. Nàng nhớ câu đã thảo kinh xà, nên không dám khinh động, chỉ âm thầm dòm ngó hành vi của Công Tôn Cẩn mà thôi. Thời gian trôi nhanh như suối chảy qua cầu, mới đó mà đã năm lần xuân tàn đông đến. Suốt năm sáu năm trường ấy, Dương Bảo Bảo chiếm cứ một phương trời, dùng thực di chuyển mấy trăm nghìn quân của ông ta tới khắp miền sa mạc, làm cho nhà Minh phải đêm đêm lo sợ ăn ngủ không yên. Vào một đêm kia, quân binh của Dương Bảo Bảo đang đồn trú giữa vùng sa mạc. Bây giờ đổ vào khoảng đầu canh ba, trên nền trời chỉ có một vài ba vì sao thưa thớt. Triệu Minh nằm một mình ở trong liều, nàng lắng tai nghe gió lộng từ ngoài ải xa ồ ạt thổi vào mà thâm tâm xót xa đau đớn. Thỉnh thoảng từng hồi trống trên trường thành văng vẳng đưa sang, càng làm tăng thêm mối sầu của người nặng mang tâm sự. Triệu Minh giật mình ngồi phát dậy. Vì là con nhà võ nên hai tay của nàng rất thính. Nàng nghe trong tiếng gió xào xạc có xen mấy tiếng bước chân người nhẹ nhẹ. Nàng nghĩ rằng đêm hôm nay khuya khoắt, sao lại có người dám lẩn quẩn đến gần liều riêng của ta. Nơi đây cách đại trại của Dương Huynh rất gần. Bọn vệ sĩ tuy có canh phòng, nhưng có bao giờ dám đến liều riêng của ta trong lúc này? Hay đây là gian tế,